Alo, alo, chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Khải anh em nha. Ok, thì ngày hôm nay thì tiếp tục vẫn đang tài xỉu anh em nha. Kiếm tiền thì chia sẻ cho anh em cái mẹo những anh em bắt cầu tốt và tránh những tiền cầu xấu nha. Ok này, hôm nay 19M anh em, 20M nha. Đi vào thực chiến luôn anh em, nói chung là nói ít quan trọng là thực tế rồi anh em ạ. Ok anh em này, trước khi chơi và check cầu đã, xem cầu chạy như nào anh em. 10 có 44 chẵn này, chẵn về tài này, chẵn về tài một nghịch này, 14 cũng 5 19 lẻ này, lẻ về xỉu hai nghịch này, chẵn về xỉu một thuận 22 rồi, lẻ về tài không chuẩn, lẻ về tài có thuận 22 luôn anh em này, chẵn này, đây là chốt tài anh em nha. Chốt anh em này, thế này cứ về tài em nha, anh tính sau anh em nữa là đánh cho Khải một tiếng công nghịch anh em. Mẹ em tay đầu anh em này, đầu xuôi đuôi lọt, dây chân rồi, ok luôn, chuột con mẹ nó rồi luôn anh em này. Thế này anh em, mẹ bú xua tôi nha, một tiếng công nghịch tiếp anh em này, công nghịch anh em ơi. 11 cộng 9 và 20, 20 trừ 28 chẵn, chốt tài 1M anh em, 800. Đi mẹ đánh cầu buổi sáng này sợ đen lắm anh em ạ, anh em 7 giờ 37 phút rồi, sợ dậy lắm. Đi mẹ may quá tính đầu ăn ở 2M anh em này, dạo này rất buổi sáng anh em ạ, cũng đang test cầu buổi sáng xem là dạo này cầu buổi sáng sớm như nào, chứ đánh buổi tối thật với anh em luôn thì mẹ mày không phải ngợi anh em ạ. Dày chân anh em, một xe rồi, chó chín rồi, địt mẹ mày, tưởng mọc chân nữa thì ăn nồn luôn. Hai tay các cụ nhá, địt mẹ mày không nói nhiều. Hải Phòng không thích làm phòng anh em hiểu không, địt mẹ mày phong cách của Khải anh em biết rồi, địt mẹ mày nói ít hiểu nhiều anh em ạ, quan trọng là kết quả nhá, không mua may quay cuồng anh em hiểu chưa. Địt mẹ mày hai tay bú thơm luôn, ok anh em này, thế chung nghịch tiếp anh em nhá. 14 cộng 0 là 14, 14 trừ 12 là 2, chẵn, chốt tài anh em. Có lãi 3M6 anh em này, tên này đánh nhẹ thôi anh em ạ, đi mẹ mày hai tay thông rồi. Vẫn để lại 1M lại anh em nha. Hai tay thông rồi, đi mẹ mày dạ rớt lắm anh em ạ. Ồ, đi mẹ mày. Đơ luôn anh em ạ, bịt mẹ mày dạo này mạng mẽo như đầu vòi luôn anh em ạ. Dày, bịt mẹ mày không thể lên 5 được, phải lồn không? Chẵn về xỉu thuận này. Bịt mẹ mày 5-1 ra, 5 đéo ra, đéo có nhân. Vãi lồn thật đấy. Chốt công nghịch em nhé. 10 có 1, 11 lẻ, chút xỉu. 1 bờ đây anh mày, địt mẹ mày. Nói chung này 20M anh em ạ, chốt tổng khoảng 5-7M thôi. Nói chung tùy theo số vốn anh em, tùy theo cái gọi là cái tham vọng. Chung là cá nhân Khải thì đánh con tài xỉu này đặc thù là không bao giờ tham, vì rất nhiều lần tham là gãy rồi anh em ạ, sự luôn đấy. Được gần chục mờ, mẹ tưởng cầu ngon, mẹ cố thêm vài tay nữa cũng gãy. Nên là đôi lúc lòng tham là chết anh em mình này. Biết tiết chế lại thì anh em mới thể anh em tồn tại được. Anh em thấy anh kiếm được tiền những con game anh em này chơi. Mỏng. Rồi, địt mẹ mày hàng đấy quá đẹp luôn anh em này. Không phải ngợi anh em nhá. Giết hàng đấy không phải ngợi luôn anh em này. Chuẩn cầu 1-1 thôi anh em. Chốt cầu thuận anh em nha. Bắt đúc khung 11 này, 8 cộng 2 bằng 10 chẵn này, chốt xỉu. Thôi, khả năng là đi mẹ em nốt tay này anh em này. Để lại 2M, tính trước để 1M đen lắm.
đánh đi thì đánh nha, khi anh em có lãi rồi anh em nên thòng nên thòng số lãi nhá, đừng là dốc hết số lãi vào những tay làm uống nước anh em ạ, bịt mẹ cho nó ấm ấm cái giọng anh em. Da chân đẹp mỏng chân anh em ạ. Cô thương thế này, cô thương mỏng. Ô chết rồi, bịt mẹ mày tài luôn anh em này, bắt đầu nó chẵn về tài không nghịch này, bịt mẹ mày khung 212 luôn này, bịt mẹ mày cầu chạy đáng tít như này gãy luôn này, bịt mẹ mày vãi nhồi luôn. Chốt cổ tài anh em nha, 12 có 35 lẻ, chốt tài nha. Địt mẹ mà số lãi đây anh em này. Được ăn thua chịu anh em nha. Địt mẹ mà đầu tư 4M đây anh em. Một là địt mẹ mày mất 4M, hai là được 12 28M, được 8M anh em ạ. Tham đấy anh em, địt mẹ lúc có được 5M gần 5M đéo nghỉ đấy, địt mẹ đây. Nhưng lúc là địt mẹ chết vì cái tham anh em không? Mẹ lúc là tham là thâm anh em. U bảo rồi, địt mẹ tên này không về tài ăn lồn luôn đấy, giày chân. Giày, được rồi, địt có mẹ may ra hai hàng anh em nhá. Không ra nhân nữa thì ăn lồn luôn đấy, nghỉ thôi anh em. 20M anh em, chốt lãi 77 rồi. Ok, nói chung là video cả chơi nhá, cũng chia sẻ cho anh em cái mẹo anh em bắt cầu nhé, có tài xỉu làm sao cho anh em chốt lãi thành công. Đó, video Khải cũng dừng tại đây thôi, hẹn anh em video gần nhất nhé, chào anh em.